Bé Lư, bé Lư, ra chú nhờ một chút. Chiều nay cháu có vào trong trang trại không? Đưa hộ chú cái này cho người dạy võ nhé. Anh Lâm, có chuyện gì đấy ạ? Anh trêu cháu nó một chút thôi. Các con chưa nghe được tiếng của người Kinh đâu. Anh có cần em phiên dịch cho không? Không cần đâu. Thôi cô giáo vào nhà chuẩn bị ăn cơm. Có lẽ lát nữa bọn tôi phải xuống huyện mất mấy ngày. Xin phép các cô luôn. Vâng. Thế thì mình lên trên nhà ăn cơm để cho các anh còn đi có việc nhá. Với lại hôm nay cảm ơn các anh đã bổ giúp chị em chúng em đống củi to quá. Không có gì. Thế nhé. Con đi về đi. Sao cô? Có gì cho chú? Gì đây? Ông mày đang ở đâu? Sao đầu cùng ngay? Phải tới nên phải chơi cho đến cùng, hết miệng đời sẽ chơi cười vào cái ngày cho nên đóng khung vết nhơ không thể lâu vì nó không giống như vết mực che da măng mọc loàn bóng ma chợt trái đất. Ba mẹ sẽ thấy nào khi thấy con mình thua tư duy, ba mong con thành tài, mày muốn thấy con ngồi trong tí. Anh thường xuyên đổ lỗi cho tuổi trẻ mình ngông cuồng, quay đầu không đúng lúc thì nên gọi đó là muộn. Chẳng biết là các anh ấy có chuyện gì, tự nhiên lại đi vội vội vàng vàng như thế, lại còn đem hết cả đồ đạc đi nữa chứ. Các anh phải lên huyện mấy hôm để tìm lại dữ liệu bị mất, rồi sẽ về sớm mà. Các anh ấy ở đây đang vui, bây giờ tự nhiên lại đi, chị thấy buồn quá. Thằng ở với các cô mấy hôm nay, chúng nó đâu? Các anh mới lên huyện để lấy số liệu về báo cáo ạ. Chúng nó đây làm cái gì? Các anh ấy là giáo viên ở dưới Hà Nội, lên đây làm đề tài khoa học ạ. Chúng nó là chồng các cô có đúng không? Không. Họ được bạn tôi giới thiệu đến đây thôi. Họ ở đây được mấy hôm, chứ cũng chưa đi đâu ạ. Các cô định bao che cho chúng nó đúng không? Các anh ấy có làm gì đâu mà chúng tôi phải che giấu ạ. Các cô mà che giấu chúng nó nhá, tôi đốt cả trường này luôn. Thế chúng nó đi hướng nào? Đi bằng gì? Lâu chưa? Các anh đi bằng xe máy, mà đi qua đường thôn Mường Cả, chứ cũng không đi qua trang trại đâu ạ. Đi cũng được 15 phút rồi. Các cô có liệu đấy. Chúng mày, đi. Nếu mà nói dối nhá, thì cắt lưỡi. Không biết là các anh ấy làm gì mà để chúng nó săn cho như thế. Mà chị để ý, mấy ngày hôm nay anh ấy có ra ngoài đâu. Đám này toàn người của lão Trư cả đấy. Những thứ không nên biết nhưng anh lại biết quá nhiều. Cái gì anh cũng có nhưng đạo đức thì quá yếu. Có người hỏi về già anh dự định sẽ làm cái gì. Anh ngồi ngẫm thật lâu vì con đường tối mịt đi. Người thân đâu, anh em đâu, là tình yêu đâu. Trong mắt xã hội anh như là một con sâu. Người thân đâu, anh em đâu, là tình yêu đâu. Tất cả mọi thứ trên đời không chặn ta được lâu đâu. Mày kia đứng lại. Anh kia đứng lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có chuyện gì đấy các anh? Đây. Xuống xe. Có chuyện gì đấy các anh? Chúng mày ở đâu? Lên cái bản này làm gì? Bọn tôi là giáo viên ở bản. À, chúng mày vừa ở lớp cấm bản xuống có phải không? Phải không? Bình tĩnh anh ơi, anh ơi bình tĩnh anh ơi. Phải thì sao, mà không phải thì sao ạ? Còn mãi à mày, thằng ngày nào nhá? Anh ơi, từ từ, anh có gì từ từ nói ạ. Anh ơi, cứ bình tĩnh ạ. Anh ơi. Đúng rồi. Này. Có gì từ từ nói ạ. Đứa nào viết tờ giấy đây? Hả? Tờ giấy này không phải của bọn tôi. Chắc là các anh nhầm rồi. Bằng Tài, mở cửa xe. Dừng lại. Mày đây, mày quên đi. Tao là bố chúng mày. Gọi công an đi. Hai người đi. Đi ngay đi.